Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam thảo luận vấn đề nhân quyền và Trung Quốc. Từ nghị sĩ Jeff Merkley, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ dẫn đầu phái đoàn lưỡng viện của Đảng Dân chủ trong Quốc hội của Hoa Kỳ tới Việt Nam và Indonesia trong 8 ngày. Việt Nam và Indonesia là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ. Chỉ khi hợp tác cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức nhiều mặt trong thế kỷ này. Thông cáo vào ngày 6 tháng 4 đã dẫn lời của Thượng nghị sĩ Merkley cho hai như trên. Chuyến đi của chúng tôi sẽ là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa chính phủ và người dân hai nước. Phái đoàn sẽ làm việc nhằm thúc đẩy quan hệ song phương lẫn đa phương với các thành viên ASEAN. Mục tiêu của chuyến thăm lần này bao gồm nhân quyền, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tham gia cùng với ông Merkley là Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và các dân biểu Pramila Jayapal, Lloyd Doggett và Ihan Omar đều theo đảng Dân Chủ. Trong chuyến đi kéo dài 8 ngày, thì đoàn sẽ có 35 cuộc gặp với các quan chức chính phủ, lãnh đạo của các tổ chức thuộc ASEAN và xã hội dân sự, cộng đồng người Mỹ làm việc ở cả hai nước. Lại có thêm một vụ cưỡng chế phi pháp chùa Thiên Quang. Chùa Thiên Quang tọa lạc ở tại xã Hòa Bình thuộc về huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000, là nơi sinh hoạt cho tăng chúng và đạo tràng ở khu vực này. Từ khi các tu sĩ ở đây quyết định đi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận thì họ bị cho là đưa vào trong tầm ngắm của chính quyền địa phương. Vào cuối tháng 3, chính quyền của huyện Xuyên Mộc đã phát đi thông báo về việc đề nghị di rời tài sản, hiện vật ra khỏi công trình này, bao gồm có cả tượng Phật và không gian thờ tự trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, Đại Đức Thích Thiên Thuận cho biết, nếu như ông Thuận theo yêu cầu của chính quyền, thì họ sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho ông và nhà chùa, cũng như là ông sẽ được yên ổn. Theo trụ trì Thích Thiên Thuận, sáng lập ra chùa Thiên Quang, Ông cho biết chính quyền các cấp đã đến vận động các chư tăng ở chùa đi theo và chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng các chư tăng đã từ chối, nói rằng họ chỉ muốn sinh hoạt tôn giáo độc lập. Ủy ban dân quyền huyện Xuyên Mộc trần tình như sau. Vào năm 2000, đối tượng Đặng Phước Bình lợi dụng sơ hở của chính quyền địa phương của xã Hòa Bình đã dựng lên Cốc Thiên Quang là một điểm tu tại gia ở trong khu vực đường xuống Thác Hòa Bình thuộc về địa phận của ấp 5 xã Hòa Bình. Từ đó cho đến nay, Đảng Phước Bình dưới sự hậu thuẫn và tài trợ của nhóm tự xưng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài địa bàn, cùng với sự lôi kéo của một số cá nhân ở tại địa phương để liên tục cơi nới và mở rộng cốc thiên quang, trở thành một cơ sở thờ tự bất hợp pháp với nhiều hạng mục xây dựng trái phép ở trên đất nông nghiệp. Thị trường Mỹ thờ ơ, doanh nghiệp dệt may Việt Nam đói hàng. Thị trường Mỹ không có nhu cầu nên nhiều doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam chỉ còn đơn hàng đến tháng 4. Nói với báo VnExpress, giám đốc sản xuất một doanh nghiệp dệt may ở khu chế xuất Linh Trung của thành phố Thủ Đức, Sài Gòn cho biết, cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp của ông phải chọn lọc đối tác để ký hợp đồng, nay chỉ có đơn hàng đến cuối tháng này. Cùng trong vòng vây khó khăn, ông Nguyễn Hữu Tuấn, giám đốc nhân sự công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công, cho biết đơn hàng đã nhận cho quý 2 chỉ đáp ứng khoảng 80% năng lực sản xuất của công ty. Ông Phạm Xuân Hồng, chủ tịch Hiệp hội Dệt May Theo Đan ở Sài Gòn cho rằng, giao dịch tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu chưa có dấu hiệu phục hồi do nhu cầu trên thế giới giảm 60-70% quy mô thị trường dự báo từ 750 tỷ mỹ kim xuống còn 712 tỷ Mỹ kim, thậm chí còn 687 tỷ mỹ kim trong năm nay. Do đó, các doanh nghiệp toàn ngành nói chung sẽ phải đối diện một năm vô cùng khó khăn. Nhiều nhà máy cho biết đơn hàng đang giảm 20 cho đến 30%, đơn giá còn 80% so với trước. Trong khi đó, theo báo cáo phân tích của công ty chứng khoán VN Direct, Trung Quốc đã mở cửa trở lại nền kinh tế. Vì vậy, đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam, bởi vì Trung Quốc đang là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Việt Nam bị cơ quan giám sát cho thuê máy bay cảnh cáo, một cơ quan của ngành hàng không đã đưa ra cảnh báo về việc Việt Nam cần phải tuân thủ những tiêu chuẩn ở trong lĩnh vực cho thuê máy bay quốc tế do vụ tranh chấp thu hồi 40 máy bay phản lực và đặt ra câu hỏi về chi phí tài chính cho việc giao hàng trong tương lai. Nhóm Công tác Tài hàng không là một tổ chức có trụ sở tại Anh Quốc chuyên giám sát luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê, cho biết là họ đã đưa Việt Nam vào trong danh sách theo dõi, sau khi một tòa án Hà Nội ngăn chặn nỗ lực tịch thu máy bay do vi phạm thanh toán tiền thuê. Mặc dù không nêu tên hãng hàng không liên quan, nhưng một phiên bản cập nhật của cảnh báo đã được đăng ở trên trang mạng của hãng này với liên kết đến tập hồ sơ có tên là Cập nhật số 1 về Vietjet. Vietjet là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất của châu Á, đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các hãng hàng không khác của Việt Nam cũng đã từ chối bình luận hoặc là không phản hồi cho hãng thông tấn Anh Quốc. Trước đó, nhóm công tác hàng không cho biết một bên cho thuê dấu tên đã yêu cầu hủy ghi danh những máy bay phản lực từ tháng 11 cho đến tháng riêng được hỗ trợ bởi lệnh của tòa án ở Anh, nơi tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng cho thuê. Cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý việc này, nhưng vào tháng 2, một tòa án ở Hà Nội đã hủy bỏ quyết định đó sau một vụ kiện từ một trong những cổ đông của hãng hàng không. Bản tin cho biết, yêu cầu của bên cho thuê và phán quyết tiêu cực của tòa án Hà Nội là những diễn biến quan trọng liên quan đến việc tuân thủ công ước Cape Town về hàng không ở tại Việt Nam. Hai em bé sinh đôi tử vong nghi là do mẹ cho uống thuốc. Vào ngày 6 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa có hai bé gái sinh đôi tử vong. Công an huyện Hòa Vang và các lực lượng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu, vào khoảng chiều cùng ngày thì ông nội của hai nạn nhân là ông Huỳnh Công L đến nhà của hai cháu ở đường Hòa Liên số 4, xã Hòa Liên. Tại đây thì ông L đã phát hiện hai cháu Huỳnh Tường Hiếu A và Huỳnh Tường Thảo A cùng sinh năm 2021 trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong. Thời điểm này thì người mẹ tên là Tưởng Thị M, sinh năm 1982 đã bỏ đi khỏi nhà để lại bức thư trên bàn ở phòng khách. Nhận được tin báo thì các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo lãnh đạo của xã Hòa Liên, nguyên nhân mà hai bé tử vong ban đầu nghi là do người mẹ cho uống thuốc. Cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi. Tua đi trực thăng ở Hạ Long được bảo hiểm lên đến 30 triệu Mỹ Kim. Vào ngày 5 tháng 4, máy bay Bell 505 mang số hiệu VN 8650 đưa đón khách tham quan vịnh hạ long bị mất tín hiệu rơi gần một hòn đảo ở tại vị trí giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng xa của bốn trong năm nạn nhân và chiếc hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay đã được phát hiện ở trên mặt biển máy bay do đại tá chu quang minh điều khiển chở bốn khách du lịch người việt nam đi ngắm cảnh vịnh hạ long từ trên cao hiện nay chưa rõ đơn vị khai thác tour và công ty bảo hiểm nào phải chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay này nhưng theo trao đổi với một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long, thì mức cam kết bồi thường thiệt hại cho tai nạn lên đến là 30 triệu Mỹ Kim cho mỗi vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa là 4 hành khách, không bao gồm phi công. Ngày 6 tháng 4, Cục trưởng Cơ quan Hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận là các tour du lịch Hạ Long bằng máy bay trực thăng đã bị tạm ngừng sau tai nạn nói trên. Hoạt động bay trực thăng ngắm cảnh do Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, danh nghiệp trực thuộc với Bộ Quốc phòng thực hiện. Hiện nay công ty cung cấp tour bay ngắm cảnh ở tại nhiều địa điểm như là Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Điện Biên, Mai Châu, Mùa Vàng, Mùa Cang Trải, Vũng Tàu, Côn Đảo. Trong đó tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và Vũng Tàu được cung cấp quanh năm theo yêu cầu. Còn những điểm khác thì mang tính thời vụ. Phó Cục trưởng Cơ quan Hàng không Việt Nam trong ngày 6 tháng 4 tại Hội nghị Sơ kết Công tác An toàn Giao thông quý 1 cho biết nhà sản xuất trực thăng Bell và ủy ban an toàn vận tải Canada đã gửi thư cho phía Việt Nam đề nghị tham gia vào công việc điều tra vụ tai nạn máy bay như vừa loan. nhu cầu thép từ Ấn Độ bùng nổ xuất cảng thép Việt Nam hưởng lợi tăng 300%. Theo cơ quan nghiên cứu ICRA, nhu cầu thép ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 11.3% trong năm tài chính của 2023 sau khi tăng trưởng 11.5% trong năm tài chính của năm ngoái. Điều này đến từ việc hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ để xây dựng hạ tầng cơ sở, thúc đẩy nền kinh tế. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Kushik Chatterjee Giám đốc tài chính của Tata Steel đã cho biết, mặc dù thép Ấn Độ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm ngoái, nhưng ông dự đoán mức tiêu thụ từ đây sẽ chỉ có tăng. Theo ông thì một trong những yếu tố tác động lớn nhất đến ngành thép là việc Trung Quốc mở cửa. Cùng với sự ổn định gia tăng của Hoa Kỳ và những thay đổi của thị trường châu Âu, giá thép có thể đã đi qua vùng đáy và sẽ phục hồi kể từ năm nay. Ông Chadwich dự đoán là thị trường cân bằng hơn và ít áp lực giảm giá hơn. Báo cáo tiếp tục lưu ý rằng là các lô hàng thép của Nga sang Ấn Độ trên tất cả các danh mục đã tăng hơn 500% trong cùng thời kỳ đó với 0.31 triệu tấn, trong khi đó thì các lô hàng từ Việt Nam cũng đã tăng 300% đạt 0.29 triệu tấn. Do sự gia tăng xuất cảng từ Nga và Việt Nam, hai quốc gia này đã đóng vai trò thay thế Indonesia và Đài Loan trở thành nguồn cung cấp các sản phẩm thép của Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam công bố, trong tháng 2 của năm nay, tình hình sản xuất tiêu thụ thép đã tăng trở lại so với tháng Giêng. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, xuất cảng đạt 1 triệu tấn, giảm 10.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam thiếu 100.000 kỹ sư công nghệ mỗi năm. Nikki Asia đã dẫn một nghiên cứu mới đây của hãng Glens của Singapore về nhân sự được công bố vào hôm 5 tháng 4. Cho biết khoảng 86% nhà sáng lập các doanh nghiệp mới ở Singapore, Indonesia và Việt Nam cho biết sẽ tuyển thêm nhân sự trong năm nay. Trong đó, kỹ sư và các nhà khoa học dữ liệu vẫn là các vị trí có nhu cầu cao. Thu nhập của các vị trí này được nói là cao hơn đến 38% so với thu nhập của các nhóm bán hàng và marketing. Linch đã phối hợp với quỹ đầu tư mạo hiểm mang tên là Monk's Hill Ventures để phân tích hơn 10.000 điểm dữ liệu từ các tin tuyển chọn của các startup ở Singapore, cũng như Indonesia và Việt Nam. Hai bên cũng khảo sát hơn 500 startup giai đoạn đầu và nhân viên của họ ở các thị trường này. Nicky Asia dẫn lời ông Justin Nguyễn của Monk's Hill Ventures cho biết: Mặc dù các tập đoàn công nghệ lớn ở trên thế giới đang sa thải hàng ngàn người, nhưng hiện nay vẫn còn một sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu trong việc làm ở lĩnh vực công nghệ. Ước tính Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 100.000 kỹ sư mỗi năm. Theo báo cáo của Glens, tăng trưởng thu nhập cho các việc làm trong lĩnh vực công nghệ năm nay cũng chậm lại hoặc là như cũ. Mức tăng thu nhập này ở Việt Nam được dự đoán là khoảng 10%. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương.